Vẽ giấc mơ đẹp. Vậy là xong rồi. Thợ vẽ mô tô có nhà không? Chà, bác đến đúng lúc quá. Tôi vừa vẽ xong đợt hàng lần trước. Để tôi xem nào. Giấc mơ vẽ rất tỉ mỉ. Đây là đơn đặt hàng lần này, có ít thôi, nên cậu vẽ nhanh để tuần sau tôi qua lấy luôn nhé. Sao gần đây đơn đặt hàng lại ít hẳn đi thế hả bác? Tôi cũng không rõ lắm, có lẽ bây giờ người trần gian ít cần đến giấc mơ đẹp như trước. Thế nên số lượng đơn đặt hàng ngày càng ít, người trần hay thay đổi lắm, nay thế này mai thế khác mà. Tôi tưởng cuộc sống nhiều áp lực thì mọi người càng muốn có nhiều giấc mơ đẹp hơn chứ. Ai lại muốn mơ ác mộng bao giờ? Vậy thì có thể là mọi người không hài lòng với giấc mơ mà cậu vẽ cho lắm. Hay là cậu chuyển sang vẽ những giấc mơ không để lại ấn tượng gì, mơ xong rồi quên. Như thế người ta cũng chẳng bị áp lực gì. Bây giờ loại đó bán cũng chạy lắm đây. Tôi chỉ muốn vẽ những giấc mơ đẹp thôi, để con người khi mơ về nó đều cảm thấy có thêm niềm tin và hy vọng vào cuộc sống. Tùy cậu thôi, nhưng chắc vì con người đã thích những giấc mơ đẹp đẽ của cậu. Tôi khuyên cậu thật lòng, phải biết lựa theo thời thế thì mới tồn tại được. Chẳng lẽ bây giờ con người không cần đến những giấc mơ đẹp đẽ nữa sao? Phải chăng mọi người không thích những giấc mơ mình vẽ? Có lẽ mình phải chuyển sang vẽ những giấc mơ vô thưởng vô phạt mới phù hợp với xu thế. Cậu có phải là mô tô thợ vẽ giấc mơ phải không? Dạ, chính là cháu ạ. May quá, cuối cùng tôi cũng tìm được đến đây. Cậu làm ơn bán cho tôi một giấc mơ có được không? Mời ông vào trong nhà đã ạ. Tôi được biết là cậu không thích tiếp xúc với bên ngoài, chỉ thích chuyên tâm vẽ giấc mơ, nên mới chọn nơi xa xôi này để ở. Tôi không có đủ tiền để mua giấc mơ đẹp ở bên ngoài, nên đành lặn lội tìm đến tận đây. Tôi chỉ có từng tiền này thôi. Cậu vẽ giúp tôi một giấc mơ nhé. Ông không cần đưa nhiều thế đâu ạ. Số tiền này đủ để mua giấc mơ rồi. Không thể nào. Bên ngoài để mua một giấc mơ đẹp phải trả gấp đôi thế này còn chưa đủ. Số này chỉ đủ mua giấc mơ không đầu không cuối mà thôi. Ông nói sao? Chứ không phải vì bây giờ người ở hạ giới không còn thích giấc mơ cháu vẽ nữa sao? Cậu nói gì lạ thế? Ai cũng thích những giấc mơ cậu vẽ cả. Chúng rất đẹp, tươi sáng lại tràn đầy hy vọng. Nhưng chúng quá đắt nên không phải ai cũng mua được. Thật như vậy sao? Thật chứ. Chỉ những người có điều kiện mới có thể mua được những giấc mơ đẹp cho con cháu của họ nơi trần thế mà thôi. Còn những người nghèo như tôi thì không có đủ tiền để mua chúng. Tôi có một đứa cháu gái rất có khiếu ca hát. Con bé sắp tham gia vào cuộc thi tìm kiếm giọng ca vàng, nhưng gần đây nó bị áp lực rất nhiều. Tôi với con bé tuy âm dương cách trở, nhưng lúc nào tôi cũng dõi theo nó, chỉ mong nó được vui vẻ. Thế nên tôi rất muốn nó có được giấc mơ đẹp trước kỳ thi. Cháu hiểu rồi, ông cứ yên tâm, cháu sẽ vẽ một giấc mơ thật đẹp cho cô bé. Vậy thì tốt quá, cậu nhận tạm số tiền này nhé. Không, ông hãy cất tiền đi. Nếu không nhờ có ông, cháu đã không biết được những bức vẽ của mình đang bị người khác lợi dụng. Bức vẽ giấc mơ này cháu xin được tặng ông. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Cháu vẽ xong rồi, ông hãy đem cho cô bé ấy nhé. Con bé đang rất hạnh phúc, hy vọng rằng giấc mơ này sẽ giúp nó tự tin hơn trong kỳ thi ngày mai. Ông có thể giúp cháu một việc được không ạ? Có việc gì cậu cứ nói. Cứ cái đà này thì chả mấy chốc mình sẽ giàu to. Cái gì thế kia? Sao các người lại đến được đây? Chúng tôi đã biết thủ đoạn của ông rồi. Chúng tôi sẽ không bao giờ mua giấc mơ qua ông nữa. Ông thật quá tham lam, lợi dụng thợ vẽ tranh và lòng tin của mọi người để trục lợi cho bản thân.
từ bây giờ sẽ không ai tin ông nữa đâu. Trời ơi, tiền của ta, giấc mơ của ta. Điều dành cho con. Sự đổ vỡ là điều không ai mong đợi, nhất là với người đã được làm cha, làm mẹ như chúng tôi. Alo, anh đấy à? Chiều nay anh có thể ghé về nhà ký vào đơn ly hôn không? Tôi đã soạn sẵn xong xuôi rồi. Tùy em, nếu em muốn. Tùy, nếu em muốn. Tại sao anh lúc nào cũng chỉ có mấy cái từ đấy? Việc gì anh cũng đùn đẩy cho tôi hết thế hả? Chiều anh về, được chưa? Ok, vậy tôi để sẵn trên bàn. Anh về cứ ký vào đấy cho tôi tự ra tòa nộp. Con vào ăn cơm đi. Cơm nước xong nghỉ ngơi rồi chiều dậy học bài. Mẹ đi có việc, chiều mẹ về. Vâng. À, chiều bố con ghé về nhà có mấy việc phải làm. Nếu mẹ chưa về, con cũng không được đi theo bố đấy nhé. Bố có rủ đi ăn thì cũng không đi, rồi lại đưa đến mấy chỗ nhậu nhẹt là cùng, hư cả người. Muốn ăn gì thì đợi mẹ về đưa đi, nghe chưa? Vâng. Không phải là mẹ cấm con. Thôi, lớn lên con sẽ hiểu. Giờ mẹ chỉ có mình con thôi, con hiểu không? Thôi, đến giờ mẹ phải đi rồi. Con nhớ lời mẹ dặn đấy, phải ở nhà đợi mẹ, không được đi theo bố. Bảo Trâm, Bảo Trâm. Mẹ đâu? Con ở nhà một mình đấy à? Vâng, mẹ đi có việc ạ. Chẳng hiểu cô ta nghĩ gì mà để con bé ở nhà một mình thế này. Thế con đã ăn gì chưa? Dạ chưa. Mẹ bảo đợi mẹ về mẹ đưa đi ăn. Thế thì chết đói à. Đi với bố, bố đưa đi ăn. Thôi, con đợi mẹ. Chắc mẹ lại dặn con đừng đi với bố chứ gì. Thôi được, mẹ con quá lắm rồi. Chỉ mong sau này lớn lên, con đừng giống như mẹ con thế này. Không đi thì bố ở đây với con, đợi mẹ về. Bố nấu mì cho con ăn nhé. Anh ký chưa? Đi đâu thì cũng để ý đến con một chút chứ. Để mình nó ở nhà thế này, muộn rồi còn chưa được ăn gì. Bảo nó đi cùng nó nhất định không đi. Em lại nhồi nhét vào đầu con bé điều gì phải không? Tự nó biết, cần gì ai phải nhồi nhét. Mà tôi là mẹ của nó, không lo cho nó thì ai lo cho nó bằng tôi. Anh đã ký rồi đấy, em làm gì thì làm. Vâng, tôi là mẹ của Bảo Trâm đây. Dạ, vâng, vâng, cảm ơn cô, chúng tôi sẽ lưu ý. Dạo này con hay lơ đễnh, kết quả học tập sa sút nhiều, mong anh chị quan tâm đến con hơn. Không biết ở nhà con ăn uống có điều độ không? Chứ ở trên lớp, hầu như con toàn bỏ bữa, sức khỏe của con có vẻ cũng yếu hơn, thì thoảng còn ngủ gật. Trước kia tôi chưa bao giờ thấy con như vậy. Ôi sao số tôi khổ thế này, chưa xong việc nọ lại đến việc kia, không hiểu con bé bị làm sao nữa. Mình có để cho nó thiếu thốn gì đâu cơ chứ. Anh ta lại về có việc gì thế này? Em nói xem có phải bố mẹ đều chán ghét chị không? Chắc thế nên dạo này chị ít gặp bố lắm. Bố toàn đi suốt, nhiều hôm không về, chỉ gặp bố trong mơ thôi. Chỉ có em là vẫn yêu chị nhất, mẹ cũng không còn như trước nữa rồi. Mẹ toàn khóc, chị muốn lại gần mẹ lắm, nhưng sợ... Bà ngoại cứ bảo, trẻ con chẳng biết gì, nhưng chị biết hết mọi thứ. Chị biết cả ly hôn là gì nữa đấy. Ở lớp chị có bạn Minh Anh và Quốc Dũng, bố mẹ cũng ly hôn từ lâu rồi cơ. Minh Anh nói với chị, ly hôn là mình không còn được sống cùng bố hoặc cùng mẹ nữa đâu, sẽ phải chọn một trong hai thôi. Bạn ấy bảo chị nên suy nghĩ từ bây giờ xem yêu ai hơn để còn chọn. Nhưng mà chị nghĩ mãi rồi mà vẫn không chọn được. Em bảo chị chọn ai bây giờ? Còn bạn Quốc Dũng thì nói với chị, ly hôn tức là trẻ con sẽ thành mồ côi, không có bố cũng chẳng có mẹ đâu. Bố Quốc Dũng đã cưới một cô rất xinh, rồi sinh cho bạn ý một em gái. Em ý gọi bố bạn ý là bố, gọi cô kia là mẹ,
Thế là bạn ý mất bố, mẹ bạn ý cũng thế. Vậy là bạn ý mất luôn cả mẹ đấy. Ôi, con gái của tôi, mẹ, mẹ xin lỗi con. Bố có lỗi với con. Bố mẹ tệ lắm phải không con? Ích kỷ, vô tâm, không quan tâm đến cảm xúc của con, để con gái bố bị tổn thương thế này. Con biết không, dù thế nào thì bố mẹ vẫn mãi mãi yêu con. Con là món quà quý giá nhất mà ông trời ban tặng cho bố mẹ. Làm sao có thể để con phải lo chọn bố hay chọn mẹ? Bố mẹ luôn bên con, phải không Thấm? Con gái đã thật sự đánh thức chúng tôi trong một cơn mê dài lạc lối về cách ứng xử của người làm cha, làm mẹ. Dù cho cuộc hôn nhân của chúng tôi có cứu vãn được hay không, thì tình yêu dành cho con là bất biến. Chúng tôi đã không còn lôi kéo con vào cuộc chiến ly dị của mình nữa. Tôn trọng lẫn nhau để con cảm nhận được tình yêu thật sự của cả bố và mẹ. Đó là điều trên hết. Khi ta có con. Được rồi đấy anh. Cảm ơn em đã đến với anh. Đến giờ anh vẫn cứ ngỡ mình đang mơ cơ đấy. Mai này dù có ra sao, chúng mình cũng không bao giờ xa nhau anh nhé. Nào vợ yêu, vợ ngồi nghỉ đi, để anh rửa bát nào. Dạ, cảm ơn chồng. Anh ơi, mật khẩu máy tính của anh là gì thế? Từ mật khẩu máy tính, điện thoại đến mã pin ATM, anh đều lấy ngày sinh nhật của em đấy. Ôi, mẹ đã dặn là chơi cẩn thận rồi mà. Ngoan nào. Giờ con ngồi yên ở đây nha, để mẹ nấu cơm. Thôi chết, cháy mất rồi. Sao giờ này chồng còn chưa về? Mà chập này hay về muộn thế? Thuê bao quý khách vừa gọi, không liên lạc được. Em, sao giờ này em còn chưa ăn cơm? Anh đi đâu, không ăn cơm nhà cũng chẳng báo. À, điện thoại anh hết pin, anh xin lỗi. Sao dạo này anh hay về muộn vậy? À, tại công việc mà, chập này anh phải đi tiếp khách nhiều thôi. Anh vào tắm đây, em ăn cơm đi nhé. Hôm nay anh đi ngủ sớm, mấy hôm mất ngủ quá. Ủa, chồng mình mới mua chiếc nhẫn này, sao mình không biết? Sao chiếc nhẫn lại khắc chữ tờ? Chẳng lẽ... Thay mật khẩu máy tính rồi. Thảo nào giờ mật khẩu hẳn là ngày sinh nhật của một cô gái nào đó. Cũng không được. Vậy là anh ấy đã thay đổi toàn bộ mật khẩu, từ máy tính đến điện thoại rồi. Đúng là anh ấy đã có người khác. Đã từ lâu rồi mình bỏ bê bản thân, đến phấn son cũng hết hạn sử dụng mà không để ý. Có lẽ anh ấy đã chán mình rồi. Là gì đây? Mật khẩu là ngày tháng năm sinh của cô Tùng sao? Hóa ra mấy tuần nay em ghen với con. Chiếc nhẫn khắc chữ tờ cũng là chữ đầu tiên tên Tùng, con chúng ta.
comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.